theo chứ. Bài tù. Ui giời, con này nó chạy đi đâu mẹ không thấy được. Đâu được rồi. Trời ơi, bình thường tôi hay hát lạc trôi mà giờ tôi phải lạc con này mọi người ơi. Ui giời, mọi người ơi, nhìn người ta đầu tư chưa? À, phải trang đầu tư chưa? Tôi không biết nó đang ở đâu luôn. Đây rồi, lên tới nơi rồi. Mẹ công nhận có xe điện đi nhanh thật đấy. Mình đi bộ mà mình muốn phót cả năng lượng ra. Tới rồi. Chuẩn bị lên hát đây. Ok. Rồi, chuẩn bị. Mày, nó vừa lại đây, nó lại chạy đi lại tiếp. Một trong phân lớn mọi người ơi. Bố mày chạy theo mày, bố mày không mày. Ôi giời. Cáo 70 rưỡi. Rồi, cho con này nó lên nó hát rồi. Rồi mày hát cho tao. Cú đen. Cú đen với cú trắng thì mày gọi nó ngọt ngào thôi, mày gọi cao. Chúng ta sẽ đến với bài hát tiếp theo mọi người ơi, trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với bài hát tiếp theo, đó là bài Đường một. Cú đen. Đang ở sân đây nè. Trước khi trình bày các khúc này thì mình kìa bên kia kìa. Xin tự giới thiệu về bản thân mình một chút. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Anh và ngày hôm nay thì, Ngọc Anh em của con Bi. Mình rất là dư. Ngọc Anh em của con Bi. Vậy là Ngọc Anh lớn lên là sẽ như thế này. Nhưng mà bạn nào có thuộc bài hát Đường một chiều thì có thể Ngọc Anh chào Ngọc Anh nhá. Chú cũng rất là vui khi được đứng nghe con hát. Ok nhá. Ngọc Anh hát bài gì đó con? Nếu như mà các bạn vẫn còn ngại thì một lát nữa mình sẽ đi vòng quanh để nếu như bạn nào hát cùng với mình thì cũng hát nhé. Ok Ngọc Anh, chú sẵn sàng. Ok mọi người, chúng ta phải hát Đường một chiều nhá. Đường một chiều con hát đường 2 chiều đi con. Một chiều có thể để làm đấu sân khấu nào. Chú là hay chạy đường 2 chiều con ạ. Ngọc Anh là con lại lâu chú cháu mình gặp lại nhau mà con lại quất bài Đường một chiều nào. Đúng rồi mọi người, nếu mọi người cảm thấy buổi tối ngày hôm nay mang lại cho mọi người nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười thì mọi người có thể bước vào trong vòng tròn, mọi người có thể ủng hộ những tấm lòng của mọi người vào trong cái thùng này nha mọi người. Rồi, con này là cái thùng rất là dễ thương, có chữ cảm ơn. Ai cái gì đấy? Ai cho đấy? Nó vừa lấy em từ cho. Nó vừa lấy từ trong thùng nó lấy ra được. Ok, cảm ơn nha. Ôi trời ơi, thì có vẻ là lấy từ trong thùng nó lấy ra nó bỏ vào, thằng Tiết nó bảo là cảm ơn. Tôi bảo là chút nữa lấy lại hả? Nó chơi kì vậy? Ôi thằng Tiết nó ngu thật chứ. Nó lấy từ trong thùng nó lấy. Lấy trong thùng rồi bỏ vào trong khi mình không để ý, mình tưởng là nó bỏ thôi. Chúng ta sẽ đến với bài hát Đường một chiều nhá. Ok, lát nữa con, bây giờ con tập trung đi. Đó, đúng rồi, đó, đấy. Anh chấp nhận. Chưa thấy thằng kinh mới đạt đâu cả. Mấy giờ rồi đây? Em mong anh sẽ luôn buồn. Mọi người thấy chưa, chị gái nó một chèo vào tay được lớn. À đây, không. Mọi người ơi, em buồn quá. Các bạn nào muốn hát của mình không ạ? Tôi đưa cho con tôi đưa cho bé Phúc kiểm duyệt viên tôi nó cầm quá. Cầm ơi, cầm vũ chú đi, nãy là chú cầm mọi tay quá. Đấy, cho Phúc nó lại. Tay cho. Đồng anh cầm hello mọi người.
không? Chú Lây đây. Đúng rồi,